Thứ tư là COPD. COPD thì nhóm thuốc của nó cũng gần gần giống như là điều trị hen, điều trị asthma. Thì COPD có một khác một chút, đó là gì? Là ngoài ngoài cái cơ chế của hen, nghĩa là co thắt khí phế quản và gây viêm và tăng tiết các dịch nhầy, đó, cái sưng phù nề bên trong cái gì, cái niêm mạc biểu mô bên trong của cái đường ống khí phế quản, thì nó còn có hiện tượng là emphysema, nghĩa là gì? Là gây cái dính phá vỡ các cái màng của gì, phế nang. Họ các em thấy cái dính lại, và chính cái này mới là nguy cơ để tắc nghẽn mạng tính đó. Nên là điều trị COPD nó khác điều trị hen một chút, đó là gì? Nó là cơ chế điều trị nó thay đổi theo mức độ đó. Thường thì ban đầu thì chúng ta chỉ cần là gì, là phải có những cái thay đổi về rồi cái quá trình sinh hoạt này và ngừng hút thuốc rồi mới gì, sau khi những cái đó mà đã tốt mà thấy chưa đáp ứng thì chúng ta mới gì, giảm thuốc giãn khí phế quản của corticoid ICS đó, rồi mới đến gì, phục hồi chức năng phổi, rồi mới oxy, nếu như nặng quá thì mới gì, oxy và phẫu thuật đó. Thì dược lý của cô thì đương nhiên là không phải là làm mấy cái này, sau này các em học lâm sàng rồi mới cái này, mục tiêu của cô chỉ là về thuốc thôi đúng không đó. Thì thuốc thì nhìn vào chúng ta hiểu ngay rồi đúng không đó. Thì đây đây là hiện nay một số cái phương pháp điều trị, lựa chọn điều trị trong COPD đó, đó là cũng vẫn xoay quanh gì thôi, giãn phế quản và chống viêm đó. Thì giãn phế quản người ta cũng dùng hai loại, short acting và long acting đó. Short acting là gồm có SABA và SAMA đó, long acting là LABA và LAMA, ngoài ra có thêm gì, theophylline đó. SABA ví dụ như là albuterol, mebuterol, salbutamol rồi đó. SAMA là ibupropion, LABA là sametirol, formoterol, LAMA có tiotropium đó. Ngoài ra có theophylline đó, dưỡng xuất xanthin thi. Còn chống viêm thì thường người ta dùng corticoid đó, corticoid cho đương nhiên bảo vệ tế bào mast thì cũng không có hiệu quả gì ở cái bệnh COPD này đó. Hay là dùng cái đó cũng có nhưng mà rất là ít đó. Thực ra là cũng vẫn có đó, nhưng mà ít. Mục tiêu chính người ta thường hay dùng cái nhóm này hơn. Ngoài ra có cái gì, những dạng thuốc kết hợp đấy đó, ví dụ như là dạng dạng viên uống kết hợp cả gì đây, LABA và corticoid luôn, tỷ lệ là 250 và 50, hoặc là đấy LABA và budesonide đó. Ví dụ như cái này lưu ý thì cái này là những cái ICS nghe, dạng hít nghe. Đó, ICS nghĩa là đây là dạng xịt khí dung luôn đó, mà dạng phối hợp cả LABA và ICS đó. Thì cái này thì thường á là những cái dạng này là thường hay là dùng trong cái dạng cấp, dạng nặng hơn đó. Cái này cái cơ chế thì thôi, cái này mình biết rồi, đây là tổng hợp cái lúc đầu cô nói đã, là LABA và LAMA đó, một bên là cường beta 2, một bên là gì, kháng lại muscarinic đó, trên cái cơ trơn khí phế quản đó. Này là ta cần gì, chế acetylcholine đây đó, cái thuốc màu đỏ này cho nó gắn vào các receptor muscarinic, không cho acetylcholine gắn vào. Còn bên này là thuốc này nó gắn trực tiếp vào các receptor beta 2 adrenergic, tất cả đều chung mục tiêu là làm giãn cơ trơn của airways muscle đó.
relaxation đó. Đây, ví dụ như này, đây là cái thuốc mà nó hay dùng để tổng hợp đó, trong điều trị ham và COPD. Đó, em thấy này, đó, dạng hít thì thường có thể dùng các loại gì? Đó. Saba, Laba, Sama, Lama, thấy không? ICS hoặc là phối hợp Saba, Sama, Laba hoặc là ICS. Ngoài ra có thể dùng gì? Kháng leukotrien, kháng thể đơn dòng, đó. Omalizumab, đó, hoặc là các cái gì corticoid, đường uống xít tâm đấy, xít tâm corticoid đây, xít tâm đó. Thì đây là dạng không phải là dạng xịt. Dạng này thì thường là khi mà hen mãn tính, hen nặng và mãn tính. Còn cái dạng trên này thì thường là cấp hơn, hen cấp hơn đó. Ngoài ra là có thể sử dụng gì, những thuốc bổ trợ khác, vaccine cúm, phế cầu, kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn, thêm các thuốc loãng đờm, khi hóa khí gì, dung dịch thì lượng oxy cần bao nhiêu lít thưa cô? À, cái này cũng tùy thuộc em ơi đó. Hóa khí dung dịch là cái này là tùy thuộc vào cái khí dung mà xịt để cấp cứu là khác, còn cái dạng mà để xịt thì trong đó là đương nhiên là không có oxy rồi. Còn cái dạng này á thì người ta thường là cái này cũng theo tỷ lệ, cái này cũng không chắc lắm. Thì thường là nếu như mà bị hen thì là chuyện bình thường thôi, nó không phải là ức chế trung tâm hô hấp, thì mình có thể làm luôn là oxy là ngoài cái lượng đủ liều cho các cái thuốc khí dung đó thì là còn lại là khí oxy vậy thôi, nghĩa là mình theo hàm lượng của bao nhiêu đó thì còn lại là người ta bổ sung oxy vào, chứ nó không cần là phải là làm sao đến mức là cao nhất của gì oxy đó, chứ không cần là phải giảm lượng oxy đi. Bởi vì bình thường á thì người ta hay á là khi mà một bệnh nhân mà bị là suy hô hấp, ức chế hô hấp á, thì á, là thường là người ta hay bổ trợ oxy là khoảng 80%, bởi vì người ta phải giảm thiểu cái oxy đi để làm gì, tạo ra một cái phản xạ để kích thích lại cái trung tâm hô hấp đó. Nhưng còn ở đây thì là trung tâm hô hấp của chúng ta không bị ức chế, mà chúng ta chỉ là gì, co thắt cái cơ đơn khí phế quản và viêm, nghĩa là tắt cái đường thở thôi, tắt cái đường thở đó thôi đó, chứ không phải liên quan gì đến cái trung tâm hô hấp ở trên hệ thần kinh trung ương đó. Cho nên là người ta chỉ cần gì, đưa tính cái lượng liều của thuốc vào, phụ thuộc vào lượng liều theo từng bệnh nhân đó, theo từng cái lứa tuổi cân nặng. Còn lại là người ta đưa đầy đủ, nghĩa là lượng oxy là 100%. Đó, nghĩa là ngoài cái lượng thuốc. Đó, chứ không có gì cả. Cái đó là người ta tính toán. Hoặc là ví dụ như các em thấy như hôm trước, không biết cô có, à hôm đó cô cho nói. Là ví dụ như là trẻ dưới 5 đến 6 tuổi á, thì thường á là nhỏ quá thì khi mà bị hen á, cấp á, mà phải vào nhập viện á, thì thường là người ta cho trẻ vào một cái buồng khí dung để trẻ thở một cách bình thường. Nghĩa là sao? Là trong đó có đầy đủ không khí bình thường, vừa oxy, vừa nitơ, vừa nghĩa là cái không khí bình thường giống như của chúng ta. Thì người ta chỉ phun vào đó gì? Khí dung gì? À, khí dung của thuốc gì? Giãn beta 2, cường beta 2 giao cảm thôi. Nghĩa là đủ liều, tỷ lệ theo đúng cái diện tích của cái buồng khí dung đó để cho trẻ hít thở vui đùa, chơi trong đó một cách bình thường đó, thở bình thường thôi đó. Chứ không, chứ trẻ dưới 5 tuổi là cái bình xịt đó rất là gì, trẻ không bao giờ, rất khó khi mà nó hít được đúng cái liều giống như định lượng giống như người lớn đó. Cho nên là ở đây á là cái lượng ô khí này á thì người ta không quan trọng lắm đó. Chỉ cần là đảm bảo làm sao là đủ liều beta 2
Và oxy thì nếu như mà dùng cái mặt nạ khí thì thường là oxy 100%. Đó, để tăng lượng oxy, vì lúc đó là khó thở mà, bệnh nhân đang khó thở do thiếu oxy. Đó, cho nên là chúng ta đưa vào, chứ còn không liên quan gì đến trung tâm hô hấp. Đó, cho nên chúng ta không cần phải giảm liều oxy xuống để mà kích thích trung tâm hô hấp ở hệ thần kinh trung ương. Đó. Đó. Cuối cùng là thuốc kích thích hô hấp. Thuốc kích thích hô hấp thì ngoài ra các cái này các em về đọc, nó gồm có các dẫn xuất methylxanthine này, đó, methylxanthine thì đó caffeine này, trà đó, có trong trà, trong cà phê, chè xanh rồi đó, đó có theobromine, theophylline, paraxanthine vân vân, có trong trà, cacao vân vân, đó, thì cái này thì lúc nãy cô giải thích cơ chế rồi, đó. Dẫn xuất theophylline thì dẫn xuất methylxanthine thì các em thấy là gì? Nó gì? Ức chế cái enzyme phosphodiesterase này, nghĩa là cái enzyme mà gián hóa AMP vòng thành dạng chuỗi sợi ở vị trí 5 phẩy này AMP, cho nên là nó gây giãn gì? Giãn cơ trơn khí phế quản, đồng thời là gì? Nó sẽ làm tăng hoạt động của hô hấp, đó, rồi của tim mạch, đó. Rồi gì nữa, làm gì tăng chuyển hóa lipid, nó glucose, đó, cho nên các em thấy là nó kích thích hô hấp này, tim mạch này, rồi kích thích trung ương này, thần kinh trung ương này, ngoài ra còn lợi ví dụ giãn mạch thận này, tăng tiết dịch vị, đó, tăng tiết dịch vị thì thường là tăng tiết nhẹ, đó, nhưng mà liều mà cao quá, mà đặc biệt đối với những người mà nguy cơ loét dạ dày nữa thì người ta phải hạn chế, cho nên các em thấy là đối với những người này, cao huyết áp, người bị loét dạ dày, người ta khuyên là không nên uống cà phê là vì sao? À, vì nó làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, gì nữa, tăng tiết dịch vị. Đó. Chứ còn bình thường, con người bình thường thì uống cà phê ngày mà 2 lần thì rất là tốt cho sức khỏe. Đó, bởi vì nó điều hòa cơ thể rất là tốt, rất là nhẹ nhàng, đương nhiên là đừng quá liều thôi. Đó. Đó, chỉ định này, suy nhược thần kinh, phục hồi hô hấp, tim mạch dùng trong cấp cứu, đó, giải độc thuốc mê, thuốc ngủ, bởi vì nó là thuốc kích thích thần kinh trung ương thì nó giải độc các cái thuốc ức chế thần kinh trung ương mà chúng ta đã học, đó, rồi những cái chỉ định trường hợp co thắt mạch máu não, đó, hay là ngay hen phế quản vì nó làm giãn khí phế quản, đó, trong cái trợ hô hấp này thường cho trẻ nhỏ, trẻ mà trên 15 tháng thì người ta vẫn có trường hợp chúng ta vẫn có thể dùng gì? Caffeine. Đó, dùng caffeine giãn tim để trợ hô hấp tim mạch cho trẻ. Đó. Đó, chống chỉ định cao huyết áp, tổn thương tim mạch trẻ nhỏ dưới 15 tháng. Đó. Rồi gì nữa, thuốc kích thích trên hành não. Đó là niketamid. Đó. Này các em đọc, đây là những cái thuốc mà kích thích thần kinh trung ương, ưu tiên trên hành não, nên là nó tăng hoạt động hô hấp tuần hoàn. Đó, chỉ định cho những trường hợp mà bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, ức chế thần kinh trung ương. Đó, thì ketamine. Đó, Bemagric cũng tương tự. Cái này thì lại là có tác dụng giống như barbiturate, nhưng tác dụng đối kháng. Đó, barbiturate là thuốc gì à? Barbiturate là thuốc gì? Còn nhớ không? Barbiturate là thuốc gì ta? Còn nhớ không hay quên rồi? Thuốc ngủ, dẫn xuất của axit barbituric, đúng không? Cơ chế của nó là gì? Nó vừa có tác dụng gì? An thần, chống gây ngủ, chống co giật, đúng rồi. Đó. Nhưng không giãn cơ. À, nhớ hay, giãn cơ thì thường là chỉ có benzodiazepine thôi. Đó. Cơ chế của nó là, em nhớ rồi đó, mở kênh clo trừ đó. Tăng cái nồng độ clo trừ đi vào, gây ức chế thần kinh trung ương. Đó. Thì cái này, Bemagric là tương tự công thức mà gây tác dụng đối kháng. Đó. Chứng tỏ là gì?
À, nó cũng nghĩ gắn vào receptor của barbiturate trên kênh clo trừ đúng không? Nhưng nó lại không có hiệu quả gì cả. Dạng cạnh tranh thôi. À, đây là những cái thuốc mà kích thích thần kinh trung ương, kích thích trên gì, hô hấp vận mạch. Đó, lưu ý. À, thì các em về đọc Benagrip và Dosabra tương tự nhau. Đó, những cái thuốc mà tác động, cho nên các em thấy chỉ định cho những trường hợp suy hô hấp, suy giảm hô hấp sau mổ. À, những cái trường hợp này người ta sẽ chỉ định, ví dụ như là đó, các cái trường hợp mà chống chỉ định là những trường hợp mà ngược lại, đó là tăng hô hấp, tăng vận mạch, hen, mạch vành, nhiễm độc, đó, động kinh, tắc nghẽn cơ học và đường hô hấp, đó, chống chỉ định trẻ em, vâng vâng, đó. Cái này là sau này đi lâm sàng thì các em sẽ kỹ hơn, đó. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang thuốc kháng histamine.